như là mì gói vậy đó. Nên là nó hơi lạ và cái màu của nó cũng không có được đậm nữa. Bây giờ thì mời mọi người ăn với Trúc nha. Cái bánh lần này á, Trúc nấu không quá lâu nên là nó còn dai chứ nó không có bị bở như lần trước nữa. Nấu chung với lại tteokbokki á, thì hôm nay Trúc có bỏ cái mực viên nè mọi người. Cái này gọi là mực viên nha. Nó giống như cá viên chiên rồi vậy đó, gọi là mực chiên. Trúc có bỏ tôm nè, bỏ trứng và có hành taro nữa. Nếu mọi người muốn đậm đà hơn, mọi người có thể ăn kèm với kim chi nha. Ở đây Trúc có kim chi cải thảo nè, Trúc sẽ lấy ra một ít. Cái kim chi này là người ta làm nó nguyên một bắp luôn á mọi người. Trúc sẽ lấy ra một cái bắp nhỏ như thế này ha. Lần trước thì nước quá nhiều mà nó mặn nữa. Lần này thì không có miếng nước nào hết mà nó ngọt ngọt, ngon lắm mọi người. Cái hành taro mà nấu chung với lại cái tteokbokki này cực kỳ hợp luôn mọi người. Chúng thấy cái tteokbokki gói này nè, mặc dù nó không có phô mai ở bên trong nhưng mà nó rất là ngon. Nó như thế này nè mọi người. Ở bên trong của nó không có phô mai nhưng mà nó rất là dai, không mặn, vừa ăn lắm. Mặc dù món chính của mình là tteokbokki nhưng mà có vẻ tteokbokki hơi ít so với những cái hải sản mọi người ha.
cho em mực viên luôn mọi người. Chú không biết là cái món tteokbokki này á, đối với các bạn là ăn cái loại mà nấu có nước sốt hay là cái loại xào khô như thế này thì ngon. Các bạn comment bên dưới cho chú biết nha. Chú thì chú thích cái này hơn. Tuy nhiên là cái này nó hơi khô quá. Chú tưởng là một gói nó nhiều lắm, nhưng mà mua về nấu thì mới thấy là nó ít như vậy. Cái nước sốt của nó mặn mặn ngọt ngọt, rất vừa ăn. Mực viên bị ế rồi. Bây giờ thì Trúc biết tại sao tteokbokki lại là một cái món hot trong giới trẻ như vậy. Bởi vì đây là một cái món rất dễ làm, dễ ăn mà các bạn có thể ăn bất cứ lúc nào các bạn muốn. Có thể là ăn tteokbokki với lại gia đình khi các bạn nấu tteokbokki thành một nồi lẩu lớn và bỏ hải sản vào trong đó. Hoặc là có thể ăn đêm khi mà chúng ta học hành hay làm việc gì đó, đêm tối mà chúng ta đói bụng thì có một cái dĩa tteokbokki bé bé như thế này thôi cũng rất là ngon đúng không nào. Hy vọng là mọi người thích món này, mặc dù hôm nay Trúc chế biến món này quá đơn giản bởi vì đi chợ xung quanh nhà thì nó không có cái gì để phù hợp để nấu cái tteokbokki cả. Chỉ tìm được những món này thôi, mong là mọi người thông cảm và hẹn mọi người vào ngày mai Trúc sẽ ăn một món khác. Hy vọng là mọi người cũng sẽ thích món đó. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai nha.